Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn lại trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua iPhone, iPad cũ giá rẻ, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng thì các bạn có thể đến tech88.vn. Ở tech88 thì anh Đức Apple anh cam kết đó là tất cả những sản phẩm bán ra đều là hàng zin nguyên bản. Nếu mà các bạn phát hiện ra hàng dựng thì sẽ tặng máy hoàn thêm 10 triệu nữa. Ngoài ra nữa thì ở Tech88 ấy, anh cũng sẽ hỗ trợ thu cũ đổi mới này, rồi là hỗ trợ trả góp. Và hiện tại thì Tech88 đang có hai cơ sở là ở 370 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội và 793 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Và anh Đức Apple thì anh cũng sẽ có một cái topic của Nhật Tảo. Đấy, cái topic cũng có hàng triệu người xem rồi. Đấy thì mình đã để hết ở phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả video này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Vân Anh, bạn hỏi là: chú Dương ơi, năm nay cháu lên lớp 10, chú tư vấn cho cháu một chiếc điện thoại Samsung từ 4 đến 5 triệu ngon nhất trong tầm giá. Cháu chỉ cần camera ngon, không chơi game ạ. Cảm ơn chú. Thế thì có bạn Nguyễn Minh có comment đó là Galaxy A23 nhé. Hoặc bạn có thể mua iPhone 7 và iPhone 8 Plus thì camera xuất sắc nhất trong tầm giá rồi. Đấy, thế thì với cá nhân mình thì đầu tiên là mình khá là đồng ý với bạn Nguyễn Minh ở cái quan điểm là Galaxy A23. Bởi vì sao? Bởi vì là đầu tiên là nếu mà xét ở trên tham chiếu hàng mới tinh thì Galaxy A23 là cái điện thoại gần như là duy nhất của Samsung bây giờ nằm trong cái tầm giá từ 4 đến 5 triệu. Đấy, trước kia thì nó cũng sẽ có một số những sản phẩm khác, ví dụ như là Samsung dòng M, nhưng bây giờ thì nó cũng dừng bán rồi. Vậy là mới năm nay cũng chỉ còn A23 thôi. A23 là một chiếc điện thoại mình đánh giá là có camera ổn đấy. Nếu mà so với Redmi Note 11, một chiếc điện thoại cũng có cái tầm giá từ 4 đến 5 triệu thì A23 có camera tốt hơn đấy. Và Samsung Galaxy A23 thì mặc dù hiệu năng của nó không cao, nếu không mà nói là tương đối đuối, nhưng mà ở đây là bạn lại không cần chơi game và bạn lại chỉ cần camera thôi, thì mình nghĩ là A23 cũng là một trong những sự lựa chọn rất đáng để chúng ta cân nhắc. Hoặc là trong cái tầm giá từ 4 đến 5 triệu, nếu mà bạn không ngại hàng cũ thì bạn có thể tham khảo qua chiếc Samsung Galaxy S9 Plus, cũng chỉ có trong cái tầm giá từ 4 đến 5 triệu, hoặc là Samsung Galaxy A90, đều là những cái sản phẩm mà có camera ổn, có thể phù hợp với bạn. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Chiến Hương. Bạn hỏi là từ 4 đến 5 triệu có máy nào chiến game mượt, ROM 128GB, RAM thì bao nhiêu cũng được, phụ kiện đầy đủ, thiết kế đẹp, chúc anh sớm đạt 2 triệu sắp. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu mà như thế này thì mình nghĩ là bạn có thể cân nhắc chiếc Realme Q3S. Realme Q3S là cái chiếc điện thoại mà nó có bộ nhớ trong mặc định đã là 128GB rồi. Chiến game mượt thì là tốt nhất ở trong cái tầm giá này, bởi vì là nó chạy con chip Snapdragon 778G và con chip này thì có 5G. Đấy, RAM thì cũng khá là thoải mái, bởi vì RAM tối thiểu đã là 6GB ở trong tầm giá này rồi. Phụ kiện thì vô cùng đầy đủ luôn, thậm chí là nó còn có cả sạc 30W nữa cơ. Sạc 25 phút là đã được 50% pin rồi. Thiết kế thì nó cũng không phải là gọi là đẹp, nhưng mà về cơ bản là thiết kế của nó dễ nhìn, ưng mắt và tương đối là trẻ trung. Đấy. Ngoài ra nữa thì nó còn có cả màn hình tần số quét rất là cao, lên tới là 144Hz. Và mình nghĩ là trong cái tầm giá từ 4 đến 5 triệu, nếu mà có cái nhu cầu về chơi game ý, mà lại xác định mua điện thoại hàng mới, thì gần như là không có chiếc điện thoại nào có thể vượt qua được Realme Q3S đâu. Trước kia ấy, thì chúng ta sẽ có chiếc Poco X3 Pro, nó khoảng hơn 5 triệu một chút. Nhưng mà cái thời điểm này thì Poco X3 Pro thì mình thấy là cũng gần như cũng chả còn hàng nữa rồi. Đấy, thì có thể mua được Q3S thôi. Chứ còn Poco X3 Pro thì nó là chạy chip Snapdragon 860, nhưng mà chip này hơi đáng tiếc lại không có 5G. Nghĩa là cái chiếc điện thoại này thì nó không hỗ trợ 5G. Thì bạn có thể chuyển sang 778 của Q3S thì mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Đấy là còn chưa kể là Q3S còn có camera ngon hơn, cũng như là có màn hình tần số quét cao hơn nữa. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Anh Hoàng. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, cho em hỏi là nên mua iPhone 13 Pro ở thời điểm hiện tại hay là chờ iPhone 14? Em mua làm máy thứ hai sử dụng trong công việc văn phòng. Cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe. Nếu mà như thế này thì mình nghĩ là cá nhân mình nhá, nếu mà mình đã có nhu cầu mua rồi thì mình sẽ mua 13 Pro chứ mình sẽ không đợi iPhone 14. Bởi vì sao? Bởi vì là iPhone 14 nghe nói là năm nay giá sẽ rất là cao. Cao khoảng mấy triệu đấy, khoảng 3-4 triệu so với
giá khởi điểm nhé của cái iPhone 13 năm ngoái. Đấy, giá iPhone 4 sẽ rất cao đấy. Đấy là còn chưa kể là khi mà iPhone 14 ra mắt ấy, thì rất nhiều người tập trung vào nó, quan tâm đến nó nhiều. Nên là thành ra là khi mà giá nó cao như thế rồi thì chưa chắc cửa hàng họ đã giảm giá iPhone 13 xuống đâu. Nếu mà các bạn để ý năm ngoái khi mà iPhone 13 ra mắt ấy, mình nói là iPhone 13 series nhá, gọi là tắt là iPhone 13 đi, nghĩa là tất cả bộ 4 cái iPhone 13 đấy. Thì năm ngoái khi mà iPhone 13 ra mắt thì iPhone 12 không giảm giá nhiều, đặc biệt là 12 Pro và 12 Pro Max không giảm giá nhiều. Đấy. Họ cửa hàng họ cứ túc tắc họ bán đến khi nào mà hết hàng thì thôi. Đấy là xét trên tham chiếu là hàng mới, còn tất nhiên hàng cũ thì các bạn biết rồi đấy. Càng theo thời gian thì giá nó sẽ càng rẻ đi. Nếu bạn xác định chờ iPhone 14 ra để mà mua iPhone 13 Pro hàng cũ thì được. Chứ còn bảo là chờ iPhone 14 ra mà mua iPhone 13 Pro hàng mới tinh thì mình nghĩ là không nên, mà chúng ta có thể mua luôn ở thời điểm này. Thế là quan điểm của mình, và nếu mà mình có tiền như vậy thì mình cũng sẽ làm như thế. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Gà Con ZR. Bạn hỏi là: anh cho em hỏi là nên mua LG V50s hay là Galaxy A90 5G? Chúc anh buổi tối vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Cá nhân mình thì mình thấy là như này này. Đầu tiên là về thiết kế, đẹp hay xấu là tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên là với mắt mình thì mình thích cái kiểu thiết kế của LG V50s hơn. Và V50s thì nó còn có kết hợp với cả một cái màn hình phụ ở bên ngoài để bạn có thể biến cái chiếc điện thoại của bạn trở thành một chiếc điện thoại có hai màn hình. Đấy, thì đấy cũng là một cái điểm rất là độc lạ của cái sản phẩm này. Ngoài ra nữa thì V50s, cái mức độ hoàn thiện của nó mình đánh giá là tốt hơn A90 đấy. Bởi vì là nó là một chiếc điện thoại hoàn thiện theo tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi là IP68 và đạt cả tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ nữa cơ. Về phần màn hình thì màn hình của hai sản phẩm này đều ổn cả. Nhưng mà thực ra là nếu mà bạn cần một cái không gian nó lớn để bạn trải nghiệm thì bạn sẽ lựa chọn A90. Còn nếu mà bạn lựa chọn một cái màn hình nó nhỏ gọn hơn để bạn có thể dễ dàng cầm nắm hơn thì bạn có thể lựa chọn cái chiếc V50s. Về phần hiệu năng thì hai sản phẩm này đều rất là tương đồng với nhau thôi, đặc biệt là về con chip đều là Snapdragon 855. Nhưng mà mình sẽ lựa chọn V50s về cái RAM với ROM của nó. V50s mặc định là bạn đã có RAM 8 bộ trong 256 rồi, nó sẽ thoải mái hơn so với cả A90 là RAM 6 bộ trong 128, hoặc là cùng lắm là RAM 8 bộ trong 128. Đấy, thì về phần bộ nhớ trong thì mình sẽ lựa chọn như vậy. Còn về phần camera thì mình đánh giá là V50s sẽ có phần nhỉnh hơn ấy. Về các yếu tố khác, ví dụ như là loa hay là âm thanh của V50s mình đánh giá là tốt hơn. Nhưng mà về pin thì A90 sẽ ngon hơn. Còn nếu mà bảo mình lựa chọn sản phẩm nào trong hai sản phẩm này thì mình nghĩ là LG V50s nó sẽ làm cái sản phẩm nó nổi bật hơn so với A90. Tuy nhiên nếu bạn cần một chiếc điện thoại có thương hiệu tốt hơn thì bạn có thể cân nhắc sang A90. Nhưng mà thực chất là như này này, tại sao mình lại lựa chọn V50s? Bởi vì nói gì nói, V50s nó vẫn là một trong những cái sản phẩm dòng V, nghĩa là dòng flagship của LG rồi. Trong khi đó thì A90 nó chỉ là một cái sản phẩm tầm trung hiệu năng cao của Samsung thôi. Vậy nên là nếu mà để lựa chọn thì V50s vẫn sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn là A90 đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Zinas VN. Bạn hỏi là: chú tìm cho cháu một con điện thoại này, màn hình AMOLED tần số quét 90Hz trở lên, pin 5000, đây là bắt buộc này, chip Snapdragon đầu 7 trở lên, camera ổn, loa kép âm thanh to, màn hình 6.7 inch, độ sáng cao, độ phân giải cao, khung và mặt lưng kim loại hoặc là không có cũng được. Đó. Mật độ điểm ảnh cao tầm dưới 7 triệu, max setting Advanced 9, nhu cầu của cháu là chơi game. Mong chú tư vấn giúp cháu, chúc chú sớm đạt 2 triệu sắp. Rồi, nếu mà thế này thì mình nghĩ là bạn có thể cân nhắc mua chiếc Realme GT Neo 2. Đây là chiếc điện thoại có màn hình AMOLED tần số quét 120Hz, pin 5000 ấy. Chip thì là chip 870, là hơn đầu 7 rồi đúng không nào? Camera ổn, có loa kép, màn hình, bây giờ mình để ý màn hình. Màn hình thì không đến 6.7 inch, nhưng mà được cái là nó sẽ có màn hình cũng rất là lớn rồi, 6.62 inch rồi. Thì cũng tiệm cận với cả mức mà bạn yêu cầu. Độ sáng cao, 1300 nit là rất cao rồi. Khung và mặt lưng kim loại, thực ra nếu mình nhớ không lầm thì cái khung viền nó chỉ bằng nhựa. Nhưng mà
bạn sẽ không cảm thấy là cái nhựa này là nó là cái kiểu như loại nhựa rẻ tiền đâu. Mật độ điểm ảnh cao, tầm khoảng gần 400 ppi là cao rồi. Dưới 7 triệu chơi Advan 9 thoải mái luôn. Nhu cầu của bạn là chơi game. Nghĩa là gần như là cái điện thoại thì nó sẽ rất là khó đáp ứng được tất cả các nhu cầu. Nhưng mình nghĩ là để đáp ứng được nhiều nhất các cái nhu cầu của bạn thì cái chiếc Realme GT Neo 2 là một trong những sự lựa chọn rất đáng để chúng ta cân nhắc. Còn nếu mà lựa chọn những cái sản phẩm điện thoại flagship cũ ở trong cái tầm giá này, ví dụ như là lựa chọn S10 5G thì nó lại không có màn hình tần số quét cao, pin thì nó cũng không phải là lên đến 5.000, nghĩa được cái này thì phải mất cái kia, bạn hình dung không ạ? Thì mình nghĩ là đáp ứng được nhiều nhu cầu nhất vẫn là Realme GT Neo 2. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng, kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.